Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Lịch thi đấu chính thức U19 Đông Nam Á 2022. Việt Nam đại chiến quyết tâm vô địch. Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 tới ngày 15 tháng 7 năm 2022. Giải đấu có sự góp mặt của 11 đội tuyển U19 trong khu vực, chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà U19 Indonesia, U19 Myanmar, U19 Thái Lan, U19 Brunei và U19 Philippines. Bảng B có sự góp mặt của U19 Malaysia, U19 Lào, U19 Đông Timor, U19 Campuchia và U19 Singapore. Bảng A được đánh giá là bảng đấu vô cùng khó khăn với các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam, bởi cả U19 Indonesia, U19 Myanmar, U19 Thái Lan đều là những đối thủ khó chơi. Vì vậy, nếu muốn giành tấm vé vào bán kết, U19 Việt Nam cần phải nỗ lực hết mình và cần có được kết quả tốt khi chạm trán U19 Indonesia, U19 Myanmar, U19 Thái Lan. Bằng không, chúng ta hoàn toàn có nguy cơ bị loại từ vòng bảng. U19 Việt Nam sẽ gặp ngay đội chủ nhà Indonesia trong trận ra quân. Chiều ngày 23 tháng 6, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chính thức công bố lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á diễn ra ở Indonesia từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 15 tháng 7. Theo đó, ở trận ra quân tại bảng A, U19 Việt Nam gặp đội chủ nhà. Trận đấu ra quân của U19 Việt Nam gặp U19 Indonesia diễn ra lúc 20:30 ngày 2 tháng 7 trên sân Patriot Kanda Bhaga ở Bekasi, có sức chứa 30.000 chỗ ngồi, cũng là sân đang chuẩn bị cho kỳ World Cup U20 năm 2023 do nước này làm chủ nhà. Cũng do tại bảng A có đến 6 đội nên mật độ thi đấu rất dày với 2 ngày một trận, nên trận tiếp theo của U19 Việt Nam gặp U19 Philippines vào ngày 4 tháng 7, gặp U19 Brunei vào ngày 6 tháng 7, gặp U19 Myanmar vào ngày 8 tháng 7 và trận cuối cùng của vòng bảng gặp U19 Thái Lan vào ngày 10 tháng 7. Trong khi đó, U19 Indonesia sau trận gặp U19 Việt Nam sẽ gặp tiếp theo U19 Brunei ngày 4 tháng 7, U19 Thái Lan ngày 6 tháng 7, U19 Philippines ngày 8 tháng 7 và U19 Myanmar vào ngày 10 tháng 7. Còn U19 Thái Lan sau trận ra quân gặp Philippines sẽ gặp U19 Myanmar vào ngày 4 tháng 7, gặp đội chủ nhà U19 Indonesia vào ngày 6 tháng 7, gặp U19 Brunei vào ngày 8 tháng 7 và trận cuối cùng gặp U19 Việt Nam vào ngày 10 tháng 7. So với bảng A quy tụ đến 3 đội mạnh tranh 2 suất vào bán kết là U19 Việt Nam, U19 Indonesia và U19 Thái Lan thì ở bảng B chỉ có U19 Malaysia và U19 Singapore sáng giá bên cạnh U19 Campuchia, U19 Lào và U19 Đông Timor. U19 Việt Nam bổ sung 2 cầu thủ quyết tâm vô địch Đông Nam Á. Tiền vệ Nguyễn Đức Việt ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và hậu vệ Hồ Văn Cường thuộc câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là 2 sự bổ sung mới, rất chất lượng cho U19 Việt Nam chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022. Đây là 2 cầu thủ trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao và cũng đang nằm trong kế hoạch thi đấu V-League của các câu lạc bộ chủ quản. Nguyễn Đức Việt từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31 và có cơ hội ra sân ở 2 trận đấu giao hữu với U20 Hàn Quốc. Trong khi đó, Hồ Văn Cường từng được quy hoạch xuất đá chính ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Với 2 sự bổ sung này, U19 Việt Nam lúc này có 29 cầu thủ để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2022. Theo kế hoạch, vào chiều ngày 25 tháng 6, U19 Việt Nam sẽ đi Hải Phòng và có trận đấu tập với đội chủ nhà, hiện cũng đang chuẩn bị cho V-League 2022. Đây được xem là màn tổng duyệt trước khi ban huấn luyện chốt danh sách. Thắng 5 trận giao hữu, Brunei gửi lời thách thức tới U19 Việt Nam. Đội trưởng U19 Brunei Izzat Omar tự tin tuyên bố anh cùng đồng đội có thể cạnh tranh song phẳng với các đối thủ mạnh trong bảng, trong đó có Việt Nam,
sau khi U19 Brunei thắng 5 trên 6 trận giao hữu gần đây. Ở giải U19 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 7 tới, Brunei bị xem là lót đường khi họ rơi vào bảng đấu cực khó với Indonesia, Thái Lan, Việt Nam là ba lá cờ đầu của bóng đá khu vực. Những đội đã lần lượt giành huy chương đồng, huy chương bạc và huy chương vàng tại kỳ SEA Games 31 vừa qua. Chưa kể, Myanmar và Philippines cũng nhỉnh hơn Brunei rất nhiều và luôn sẵn sàng lấy điểm của đội tuyển yếu nhất khu vực này. Nhưng khác với những lần tham gia trước đây, Brunei lần này rất tự tin. Đội trưởng Eddie tin rằng Brunei sẽ không chỉ là đội góp vui cho giải đấu và thi đấu cho đủ mâm. Thay vào đó, anh đặt quyết tâm giành được điểm trong mọi trận đấu tại U19 AFF Cup. Eddie Sarun Ijaz Omar cho biết, chúng tôi có thể cạnh tranh với các đội bóng lớn trong khu vực như Indonesia, Thái Lan hay Việt Nam. Chúng tôi chắc chắn sẽ ra sân để giành điểm. Huấn luyện viên U19 Brunei, ông Faisanani Ghani cũng thể hiện tinh thần đó. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lâu dài, ông tự tin có thể đọ sức với U19 Việt Nam và các đội bóng khác ở bảng A. Mục tiêu của chúng tôi là luôn phải cạnh tranh. Chúng tôi đang hướng tới ít nhất một điểm khi ra sân, nếu không muốn nói là giành điểm trong tất cả các trận vòng bảng, huấn luyện viên U19 Brunei phát biểu. Chúng tôi lựa chọn các cầu thủ từ các giải đấu. Các cầu thủ bắt đầu tập luyện với nhau suốt từ tháng 2 đến tháng 6 năm nay. Chúng tôi không thể chơi bất kỳ trận đấu nào cho đến tháng 6. Tuy nhiên, U19 Brunei đã có lực lượng tốt nhất để thử nghiệm từ đầu tháng tới nay. Brunei dự kiến đã đến Indonesia vào hôm qua, ngày 24 tháng 6. Họ là đội đến sớm nhất nhì ở giải đấu này. Họ muốn tổ chức một trận đấu thử nghiệm trước khi tranh tài ở U19 AFF Cup 2022. Trước đó, Brunei đã tổ chức 6 trận giao hữu và thắng tới 5 trận. Có lẽ đây là hành trang mang lại cho họ sự tự tin, ngay cả đối thủ sẽ là Việt Nam hay Thái Lan. Ronaldo của Indonesia tuyên bố đanh thép trước khi gặp U19 Việt Nam. Ronaldo Kawate là một trong những cầu thủ nổi bật của U23 Indonesia tham dự SEA Games 31. Tiền đạo này từng ghi bàn vào lưới U23 Malaysia, giúp cho đội bóng xứ vạn đảo giành huy chương đồng giải đấu. Sau thành công ở SEA Games 31, Ronaldo Kawate là chủ lực của đội U19 Indonesia tham dự giải U19 Đông Nam Á diễn ra trên sân nhà. Trước thềm giải đấu, tiền đạo 17 tuổi này tỏ ra vô cùng tự tin vào khả năng đội nhà sẽ vượt qua U19 Thái Lan và U19 Việt Nam để giành chức vô địch. Ronaldo Kawate cho biết, chúng tôi biết rằng U19 Thái Lan và U19 Việt Nam đều là những đội bóng chất lượng. Tuy nhiên, chúng tôi tự tin cho rằng U19 Indonesia còn mạnh hơn hai đối thủ này. Tôi và các đồng đội sẽ chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện để sẵn sàng thi đấu tại giải U19 Đông Nam Á. Điều đáng nói, ba ứng cử viên vô địch giải U19 Đông Nam Á là U19 Thái Lan, U19 Việt Nam và chủ nhà U19 Indonesia đều nằm chung bảng đấu. Ba đối thủ còn lại ở bảng đấu này là U19 Philippines, U19 Myanmar và U19 Brunei. Ở bảng đấu còn lại, Malaysia sẽ nằm chung bảng với Singapore, Lào, Campuchia và Đông Timor. Bình luận trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Đinh Thế Nam của U19 Việt Nam háo hức đụng độ với huấn luyện viên Shin Tae-yong của U19 Indonesia. Ông chia sẻ, tôi rất háo hức được đối đầu với những huấn luyện viên giỏi, trong đó có huấn luyện viên Shin Tae-yong của U19 Indonesia. U19 Việt Nam không hề e ngại đối thủ nào. Nếu chưa đá mà đã lo sợ thì làm sao mà vô địch được? Chúng tôi sẽ phân tích, tìm hiểu lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ và đưa ra những phương án thích hợp. U19 Việt Nam nhận nhiệm vụ cực khó tại giải U19 Đông Nam Á. Quyền Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn vừa có cuộc gặp với ban huấn luyện và các cầu thủ U19 Việt Nam. Ngoài việc động viên, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng giao nhiệm vụ đứng đầu bảng A cho huấn luyện viên Đinh Thế Nam và các học trò. Đây được xem là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với U19 Việt Nam bởi đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tại giải U19 Đông Nam Á sắp tới gồm U19 Indonesia, U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Brunei và U19 Philippines. Giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia từ ngày 2 tới ngày 15 tháng 7. Hiện tại, U19 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị trước thềm giải đấu. Ngày 28 tháng 6 tới, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ lên đường sang xứ sở vạn đảo.